Thưa quý vị, tại văn bản số 8084/BTC-CST gửi Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính đã đề nghị bỏ kiến nghị hỗ trợ về các loại thuế đối với hoạt động sản xuất, lắp ráp tiêu thụ cũng như xây dựng trạm sạc cho xe ô tô điện. Đối với các kiến nghị của Bộ Giao thông Vận tải, đề xuất có chính sách ưu đãi thuế nhập khẩu xe ô tô điện, Bộ Tài chính cho biết đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Chính phủ đề xuất không điều chỉnh giảm thuế xuất, thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các dòng xe điện nguyên chiếc. Theo Bộ Tài chính, việc đặt vấn đề miễn thuế hoặc giảm thuế nhập khẩu đối với xe ô tô điện nguyên chiếc như kiến nghị của một số doanh nghiệp sẽ ảnh hưởng đáng kể đến các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp xe ô tô điện trong nước, gây áp lực lên hạ tầng giao thông và làm giảm nguồn thu ngân sách nhà nước. Về các ưu đãi miễn giảm thuế để sản xuất lắp ráp xe ô tô điện, pin xe điện, Bộ Tài chính cho biết pháp luật về thuế hiện hành đã có những ưu đãi ở mức cao đối với hoạt động sản xuất lắp ráp xe ô tô điện trong nước và pin xe điện. Không chỉ ưu đãi đối với việc nhập khẩu linh kiện phụ tùng sản xuất mà còn có ưu đãi thuế có thời hạn, có trọng tâm trọng điểm đối với nguyên liệu vật tư nhập khẩu để sản xuất lắp ráp ô tô điện, pin xe điện. Các chính sách ưu đãi thuế này vẫn đang trong quá trình thực hiện như chương trình ưu đãi thuế nhập khẩu linh kiện ô tô để sản xuất, lắp ráp ô tô được thực hiện từ năm 2017 và kéo dài đến hết năm 2027. Chương trình ưu đãi thuế công nghiệp hỗ trợ ô tô được thực hiện từ năm 2020 đến năm 2024. Đối với dự án sản xuất pin nhiên liệu, pin lithium thuộc đối tượng đặc biệt ưu đãi đầu tư theo pháp luật đầu tư nên được miễn thuế nguyên liệu, vật tư trong 5 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất. Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Giao thông Vận tải bỏ các đề xuất về việc bổ sung các chính sách ưu đãi miễn giảm thuế nhập khẩu. Đối với sản xuất lắp ráp xe ô tô điện, pin xe điện, nhập khẩu xe ô tô điện tại dự thảo báo cáo, mà chỉ nên đề xuất theo hướng, tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các chính sách ưu đãi về thuế, phí, lệ phí đối với ô tô điện đã được ban hành. Về đề xuất trợ cấp 1.000 đô la khi mua ô tô điện, Bộ Tài chính cho rằng đề xuất hỗ trợ này là không phù hợp. Theo Bộ Tài chính, một số quốc gia khác có hỗ trợ tiền cho người tiêu thụ xe điện, nhưng chính sách này không phù hợp với bối cảnh của Việt Nam. Lý do Bộ Tài chính đưa ra là ngân sách hiện gặp nhiều khó khăn, nhà nước phải cân đối nguồn lực cho nhiều chương trình dự án an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo và phát triển cơ sở hạ tầng. Việc hỗ trợ tiền cho người mua ô tô điện sẽ tạo áp lực chi tiêu lên ngân sách. Thêm nữa, người mua ô tô nói chung là người có thu nhập cao, chủ yếu tập trung ở khu vực đô thị. Chính sách này nếu được ban hành sẽ gây phản ứng trái chiều từ dư luận. Thưa quý vị và các bạn, với sự tăng trưởng về lượng khách hàng có tài khoản ngân hàng, chứng khoán ở mức hai con số theo từng năm, lĩnh vực này đang đón nhận một lượng lớn tiền và cả dữ liệu khách hàng và cũng đứng trước những rủi ro liên quan đến lừa đảo và đánh cắp thông tin. Hay thậm chí với sự phát triển của công nghệ, hoạt động lừa đảo lại càng tinh vi hơn. Số liệu của Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cho thấy, trong 6 tháng đầu năm nay, tình hình lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam tăng 64,78% so với cùng kỳ năm ngoái. Các ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, ví điện tử đã liên tục cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới. Các công ty chứng khoán đã phải lên tiếng cảnh báo về việc các cá nhân thu thập số điện thoại và mời gọi vào các hội nhóm đầu tư, các nhóm chat mạo danh người của công ty để thực hiện các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lừa đảo người đầu tư bằng nhiều cách, ví dụ như là giả mạo và nhân viên của website hoặc là cộng tác với website, sử dụng làm giả giấy tờ logo của website để tạo lòng tin với người dân. Chúng tôi đã chủ động rà soát và cảnh báo trên các trang tin chính thức của mình. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có ghi nhận thông tin để làm báo cáo đến các cơ quan có chức năng xử lý. Đối với các ngân hàng cũng đã ghi nhận nhiều trường hợp mạo danh nhân viên ngân hàng số, yêu cầu người dùng cung cấp thông tin số thẻ, mã CVC2, mã OTP tới đối tượng lừa đảo. Các đối tượng thường mạo danh fanpage chính chủ để hướng dẫn nhận quà, giả danh nhân viên, giúp người dùng tăng hạn mức tín dụng, hỗ trợ mở thẻ mới. Mới đây, một ngân hàng còn cảnh báo về công nghệ giả mạo cuộc gọi video deepfake. Các đối tượng sẽ tái tạo lại khuôn mặt và giọng nói để giả mạo người thân hoặc giả mạo cán bộ nhà nước, công an, viện kiểm sát, thực hiện cuộc gọi thoại video, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền, lừa đảo, chiếm đoạt thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng. Có thể thấy những áp lực với việc bảo mật trong lĩnh vực tài chính ngân hàng hiện nay là rất lớn. Với áp lực đó, việc nhận diện rõ các rủi ro lừa đảo và tăng cường bảo mật đã trở thành một nhiệm vụ cấp bách. Hiện nay, các khung khổ pháp lý về bảo vệ dữ liệu cá nhân đang dần được hoàn thiện, đã giúp các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính chứng khoán có cơ sở để nâng cao năng lực bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng, từ đó hướng tới tăng trưởng bền vững hơn. Ngành ngân hàng và ngành Bộ Công an đang tích cực phối hợp để sử dụng dữ liệu dân cư quốc gia để làm sạch, dọn những tài khoản rác và nâng cao các hình thức xác thực để đảm bảo rằng cái người thực hiện giao dịch cũng là chính chủ của tài khoản và chính là người mở tài khoản, và từ đó làm rõ ràng minh bạch dòng tiền tài chính của hệ thống ngân hàng và góp phần hạn chế ngăn chặn lừa đảo.
yếu tố con người không chỉ quan trọng trong việc bảo mật trong doanh nghiệp. Yếu tố con người ở đây còn chính là từ bản thân những khách hàng, những người sử dụng dịch vụ tài chính, ngân hàng, chứng khoán. Mỗi chúng ta cũng cần tự trang bị các kiến thức, kỹ năng, cách nhận diện các thủ đoạn lừa đảo để tự tạo hàng rào bảo vệ cho mình, để cùng với các khung khổ pháp lý hiện nay và hệ thống bảo mật từ doanh nghiệp, hạn chế thành công các vụ việc lừa đảo. Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh vừa qua, các đơn vị thi công dự án thành phần cao tốc Vạn Ninh - Cam lộ - Quảng Trị thuộc dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông thi công xuyên lễ, mỗi ngày 3 ca. Những nơi chưa có mặt bằng do vướng giải tỏa, chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh, Bộ Giao thông Vận tải và các đơn vị thi công chủ động làm việc với người dân thuê đất để thi công cho kịp tiến độ. Mấy ngày qua, thời tiết tại Bắc Trung Bộ mát mẻ, tại vị trí gần dự án cầu vượt Hải Thái 2, xã Hải Thái, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam lộ thuộc dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông, hàng chục máy lưu, máy giải hoạt động suốt ngày đêm. Trong 4 ngày nghỉ lễ, đơn vị thi công tại vị trí này là công ty cổ phần Thịnh Vượng TVT tổ chức cho công nhân làm việc xuyên lễ. Hiện trên toàn bộ công trường dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam lộ có khoảng 1.000 nhân công, hơn 300 phương tiện làm việc suốt ngày đêm. Cao tốc Vạn Ninh - Cam lộ thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, có tổng chiều dài 65,5 km từ xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đi thị trấn Cam lộ, huyện Cam lộ, tỉnh Quảng Trị. Giai đoạn 1 của dự án có quy mô 4 làn xe, giai đoạn hoàn chỉnh 6 làn xe. Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 9.920 tỷ đồng. Dự án được khởi công ngày 1 tháng 1 năm nay, cơ bản hoàn thành vào năm 2025 và đưa vào khai thác từ năm 2026. Tiếp tục chương trình là một số tin tức đáng chú ý khác. Sáng 31 tháng 8, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng trong công ty Lộc Phúc, địa chỉ tại số 34 Tiền Giang, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, đang tổ chức sự kiện mở sàn giao dịch để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tại một dự án ma thuộc xã An Viễn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Lập tức, công an huyện Trảng Bom ập vào bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn An, tổng giám đốc công ty cùng 185 đối tượng liên quan, trong đó có 122 nhân viên, 20 đối tượng được thuê đóng giả khách hàng, 43 khách hàng là nạn nhân của công ty đưa về điều tra. Đồng thời lúc này một tổ công tác khác đã phối hợp với công an thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khám xét trụ sở công ty, niêm phong thu giữ 50 thùng tài liệu, nhiều máy tính, thiết bị điện tử, hơn 2,4 tỷ đồng, 18.000 yên Nhật, 3,5 nghìn đô la, hơn 24 lượng vàng, 7 xe ô tô các loại để phục vụ công tác điều tra mở rộng chuyên án. Công an thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đang tạm giữ bà Vũ Thị Thúy, 40 tuổi, quê ở Thanh Hóa, tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam. Bà Thúy bị tạm giữ do có hành vi đưa thông tin sai sự thật về công ty bất động sản Nhật Nam có nhiều bất động sản, dự án đầu tư có lợi nhuận cao để huy động vốn của nhiều cá nhân rồi sử dụng một phần tiền này để trả lãi cho chính những người góp vốn. Sau đó bà Thúy chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn. Công ty bất động sản Nhật Nam thành lập nhiều chi nhánh và các văn phòng giao dịch bất động sản tại các tỉnh, thành phố trên cả nước. Công ty này lôi kéo nhiều nhà đầu tư tham gia góp vốn với cam kết trả lợi nhuận hàng ngày với tỷ suất lợi nhuận cao, kèm theo nhiều ưu đãi bất động sản. Bà Vũ Thị Thúy là tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam và chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc công ty cổ phần Sông Đà 1.01 SJC. Thì với vai trò Thúy là người chịu trách nhiệm, tôi khẳng định rằng tất cả cô bác anh chị ngồi ở đây gửi tiền vào cho Nhật Nam, tôi cam kết rằng sẽ không bị mất. Công ty cổ phần kinh doanh F88 vừa huy động thành công khoản vay nước ngoài mới trị giá 50 triệu đô la từ quỹ Lending Arc Asia. Khoản vay trị giá hơn 1.200 tỷ đồng là khoản vay thứ hai mà F88 nhận được từ quỹ Lending Arc Asia sau khoản vay đầu tiên cũng có trị giá 50 triệu đô la vào tháng 11 năm ngoái, nâng tổng mức vay Lending Arc cấp cho F88 lên đến 100 triệu đô la. Về phía Lending Arc Asia, đây là đơn vị luôn áp dụng quy trình thẩm định tín dụng nghiêm ngặt toàn diện đối với các khoản vay của mình và đặc biệt cẩn trọng khi đánh giá các nội dung như tiềm năng thị trường, chiến lược kinh doanh, năng lực quản trị rủi ro, năng lực tuân thủ pháp lý, chất lượng dịch vụ, các giá trị đóng góp cho cộng đồng trong các hoạt động kinh doanh và vận hành của doanh nghiệp. Công ty cổ phần dịch vụ cáp treo Bà Nà, Banacap thuộc khối Sunwood của Sun Group năm nay ghi nhận lãi sau thuế 452 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, bình quân mỗi ngày cáp treo Bà Nà lãi 2,5 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, theo đó cải thiện từ 2,7% lên 5,1%. Sunwood Bà Nà Hills là một trong những điểm đến nổi tiếng ở Đà Nẵng. Trên website, khu du lịch này được giới thiệu có 5 tuyến cáp treo, tổng công suất gần 7.000 khách một giờ. Giá vé vào cổng của Bà Nà Hills cập nhật mới nhất ngày 31 tháng 8 năm nay là 900.000 đồng một người lớn ngoại tỉnh và 750.000 đồng một trẻ em. Thưa
quý vị, đi kèm với nhu cầu thuê nhà tăng trong mùa cao điểm, sinh viên nhập học, những thủ đoạn chiêu trò hòng chiếm đoạt khoản tiền cọc thuê nhà cũng ngày một nhiều. Nếu không cẩn thận, những người đi thuê hoàn toàn có thể mất một khoản tiền lớn lên tới hàng chục triệu đồng. Gia đình chị Huyền thuê căn nhà này theo hợp đồng 3 tháng. Ngoài tiền thuê, chị phải cọc một khoản tiền tương đương với một tháng thuê nhà. Thông thường, nếu không xảy ra hỏng hóc đồ đạc hay hư hại nhà do khách thuê gây ra, khoản phí này sẽ được hoàn lại cho người thuê khi hợp đồng kết thúc. Nhưng trong trường hợp của gia đình chị Huyền hết thay đổi lịch hẹn, thì chủ nhà lại lấy đủ kiểu lý do để không trả lại khoản cọc, thậm chí còn viện cớ vì quá đau chân nên không chuyển khoản được. Và sau rất nhiều lần hẹn, thì cho đến ngày hôm nay, số điện thoại của người chủ nhà này đã trong trạng thái không thể liên lạc được. Thuê bao quý khách vừa gọi, việc không liên lạc được. Chấp nhận mất đi số tiền gần 10 triệu đồng, chị Huyền muốn cảnh báo cho những người đi thuê sau này tránh rơi vào những trường hợp như chị. Các chủ trọ bây giờ đều bảo là cọc một tháng. Đấy thì thường là cọc một tháng để bảo quản đồ đoàn cho chủ này. Rồi là hỏng hóc nhà cửa các thứ thì sau này họ nếu mà mình làm hỏng thì họ có thể cấn trừ. Thế nhưng mà ở trong cái trường hợp này của em, khi em đi rồi thì đồ đoàn ở đấy của chủ thì bọn em không động đến. Và chủ bán hết, không còn đồ gì nên không còn lý do là bọn em làm hỏng đồ. Thế cũng không nói lý do làm hỏng đồ mà hẹn chúng em mãi, không trả tiền cọc cho chúng em thôi. Ví dụ như lần gần nhất là hẹn ngày mùng 5 này. Đấy, thế nhưng mà ngày mùng 5 nhắn thì cũng không trả lời, đến hôm nay thì tắt máy. Còn lại cứ hẹn ví dụ như 24 anh trả, 2 ngày nữa anh trả cô chú, xong. Đến ngày thì nhắn không được, gọi không được. Chúng em chuyển đi là bắt đầu có người vào thuê luôn rồi. Người ta đã vào ở rồi, ở đến cả tháng nay rồi. Thế người ta cũng đâu biết cái chuyện như thế này đâu. Nếu mà em biết thì có khi em cũng bảo người ta để cho người ta không dính phải nhà em. Câu chuyện của chị Huyền cũng là trường hợp gặp phải của rất nhiều người đi thuê nhà khác. Mỗi năm vào khoảng thời gian cao điểm tháng 8, tháng 9, khi sinh viên bắt đầu giai đoạn nhập học, nhu cầu tìm kiếm cũng như giá phòng trọ luôn có xu hướng tăng cao. Lợi dụng thời điểm này, nhiều đối tượng sử dụng các chiêu trò lừa đảo, hòng chiếm đoạt tiền cọc, chẳng hạn như giả danh chủ trọ đăng cho thuê nhà giá rẻ, yêu cầu đặt cọc và sau khi nhận tiền thì cắt liên lạc, chiếm đoạt tiền cọc. Không ít người đã sập bẫy các chiêu lừa này và do khoản tiền cọc thường nhỏ dưới 1 triệu đồng nên hay bỏ qua không trình báo công an. Còn không, sẽ là gặp phải câu chuyện như chị Huyền, khi một số chủ trọ sẽ cố tình tìm cách chiếm đoạt tiền cọc bằng những điều khoản khấu trừ rất vô lý hoặc đơn giản là liên tục trễ hẹn trả tiền. Điều này gây ra ảnh hưởng rất lớn đối với những người có nhu cầu đi thuê cũng như các chủ phòng trọ uy tín. Bởi vì là một vấn nạn đã có từ lâu nên theo như các luật sư, những người có nhu cầu đi thuê phải thực sự cẩn thận khi tiếp nhận hợp đồng, để ý kỹ những điều khoản có trong đó, tránh rơi vào những bản hợp đồng đặt cọc có quá nhiều khoản khấu trừ vô lý. Ngay từ lúc bắt đầu thương thảo hợp đồng, cố gắng hiểu rõ mình đang được hưởng cái gì và mình sẽ phải đối mặt và có nghĩa vụ gì trong hợp đồng này. Trách nhiệm thông báo, trách nhiệm bàn giao, trách nhiệm xác nhận, trách nhiệm ký các biên bản. Cái sự hợp tác giữa hai bên, bên thuê và bên cho thuê càng chặt chẽ bao nhiêu, nó sẽ càng giúp giảm thiểu các tranh chấp trong hợp đồng bấy nhiêu. Việc liên quan đến khoản tiền cọc cũng là một dạng tranh chấp. Thế trong đó thì có một cái mà có thể giúp cho cái việc giải quyết tranh chấp tốt hơn, thì các bạn có thể sử dụng đến cơ chế của trọng tài thương mại, cơ chế của trung tâm hòa giải. Đây là hai cơ chế mà có thể giúp cho thứ nhất là rút ngắn thời gian và đảm bảo cho các bên có được một cái phán quyết công bằng, hợp lý nhất theo đúng thỏa thuận của mình. Cái thế mạnh của các trung tâm trọng tài và các trung tâm hòa giải tức là gì? Cái quy trình tố tụng là rất nhanh, ngắn và quan trọng hơn là bạn sẽ kiểm soát được cái khả năng của mình, nhất là đối với trung tâm hòa giải. Bạn sẽ kiểm soát được kể cả kết quả luôn, chứ không phải là bị lệ thuộc hoàn toàn vào bên, giống như cái cách mà chúng ta đang tranh chấp được cơ quan tài phán và tòa. Hiện nay, nhu cầu đi thuê phòng trọ tại các thành phố lớn vẫn tiếp tục tăng cao. Để tìm được một phòng trọ ưng ý và phù hợp với túi tiền là điều không hề dễ. Vậy nên, để tránh các tranh chấp có thể xảy ra trong tương lai, người thuê trọ cần phải lựa chọn nơi trọ cẩn thận, không nên chuyển tiền trước khi gặp chủ nhà và kiểm tra nhà ở thực tế, cũng như cần xem xét kỹ các điều khoản trước khi đặt bút ký vào hợp đồng đặt cọc và hợp đồng cho thuê. Với những trường hợp cố tình chiếm đoạt hay lừa tiền cọc thuê trọ, người dân nên đến cơ quan công an địa phương để trình báo sự việc, làm cơ sở cho cơ quan công an xác minh, rà soát và xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.
theo quy định tại điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015, người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm. Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều từ 168 đến 173, điều 175 và điều 290 của Bộ Luật Hình sự năm 2015 chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ. Sau 15 năm thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Việt Nam và Trung Quốc đã gặt hái thành quả hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Triển vọng quan hệ giữa hai nước đang rất tươi sáng. Đây là đánh giá của giáo sư Mễ Lương, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á, Viện trưởng Viện Luật của Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, người từng có nhiều năm học tập tại Việt Nam. Giáo sư Mễ Lương nhấn mạnh, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện là mức độ quan hệ cao nhất mà Trung Quốc thiết lập với các quốc gia trên thế giới. Việc Trung Quốc thiết lập mối quan hệ này với Việt Nam cho thấy tin cậy chính trị giữa hai bên đã được tăng cường và điều này thể hiện qua các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao thường xuyên giữa các nhà lãnh đạo hai nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Tập Cận Bình thường xuyên duy trì liên lạc và thăm viếng lẫn nhau. Tôi còn nhớ tại Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm kia, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lần thứ ba được bầu vào vị trí này. Chỉ 10 phút sau khi có kết quả, tôi đã thấy tin Tổng Bí thư Tập Cận Bình gửi điện mừng. Điều này đã cho thấy sự coi trọng và chỉ khi hai người là bạn tốt thì mới làm vậy. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng thường xuyên sang thăm Trung Quốc. Tôi đã từng gặp ông tại nhà khách Điếu Ngư Đài năm 2017. 69周年的一个纪念大会，2017年，我也出席了那个纪念会。 Không chỉ chính trị, hợp tác kinh tế thương mại giữa hai bên cũng phát triển nhanh chóng. Ông nhớ lại, vào những năm 2000, Việt Nam không phải là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN. Nhưng sau đó, hợp tác giữa hai nước đã có sự bứt tốc ngoạn mục. Đến năm 2016, Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại số 1 của Trung Quốc trong ASEAN. Trong khi đó, ASEAN đã vượt cả Mỹ và Liên minh châu Âu trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong 3 năm trở lại đây. Trong năm 2022, Việt Nam tiếp tục giữ vị trí đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN và đối tác lớn thứ tư của Trung Quốc tính theo quốc gia đơn lẻ sau Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Ngoài ra, theo giáo sư Mễ Lương, giao lưu văn hóa và nhân dân giữa hai nước cũng đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Ông không chỉ gặp được nhiều du học sinh Việt Nam ở các thành phố của Trung Quốc như Bắc Kinh, Thượng Hải, Côn Minh, Nam Ninh, mà còn bắt gặp cả các du học sinh Trung Quốc ở những nơi ông từng đến tại Việt Nam như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Việc trao đổi sinh viên như vậy đã đặt nền tảng chính trị cho những trao đổi giữa hai nước trong tương lai, bởi thế hệ trẻ chính là tương lai. Với nhiều người trẻ qua lại như thế, sẽ tạo được nền tảng về nhân tài cho tương lai. Là một du học sinh Trung Quốc có tới 6 năm theo học chuyên ngành luật tại Hà Nội, dù đã về nước công tác nhiều năm, ông vẫn muốn dùng tiếng Việt để đưa ra những đánh giá về tiềm năng hợp tác giữa hai bên. Tôi cho rằng triển vọng hợp tác giữa Trung Quốc và Việt Nam rất tươi sáng. Việt Nam tiến hành đổi mới mở cửa, trong khi Trung Quốc cũng cải cách mở cửa. Nền kinh tế của cả hai nước đã bước lên một nấc thang mới. Chúng ta cần tiếp tục tăng cường hợp tác để thúc đẩy cải cách và đổi mới của mỗi bên. Trong tương lai, Trung Quốc và Việt Nam sẽ có triển vọng hợp tác rộng lớn trên nhiều lĩnh vực như công nghệ cao, công nghệ thông minh, công nghệ sinh học hay đường sắt cao tốc. Trải qua nhiều vị trí công tác ở hai trường đại học lớn của Trung Quốc là Đại học Vân Nam và Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, ông khẳng định là tiến sĩ đầu tiên của Trung Quốc học tập tại Việt Nam sau khi hai nước bình thường hóa quan hệ và được cử sang học đúng vào thời điểm hai nước nâng tầm quan hệ lên đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Ông sẽ luôn nỗ lực để trở thành cầu nối hợp tác giữa hai bên, đặc biệt trong lĩnh vực luật pháp, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục phát triển trong những năm tiếp theo. Thưa
Thưa quý vị, thiệt hại kinh tế trực tiếp do thiên tai ở Trung Quốc trong tháng 7 và tháng 8 đã tăng vọt lên 10,31 tỷ đô la Mỹ, gần gấp đôi con số này trong 6 tháng đầu năm do lượng mưa lớn và lũ lụt sau những trận bão mạnh. Ngày 6 tháng 9, Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp của Trung Quốc công bố số liệu cho thấy thiệt hại kinh tế trực tiếp do thiên tai trong tháng 7 và tháng 8 đã tăng vọt lên 75,37 tỷ nhân dân tệ, tương đương với khoảng 10,31 tỷ đô la Mỹ. Gần gấp đôi con số này trong 6 tháng đầu năm do lượng mưa cực lớn và lũ lụt sau những trận bão mạnh. Tổng thiệt hại trong tháng 8 lên tới 34,19 tỷ nhân dân tệ, cộng thêm thiệt hại 41,18 tỷ nhân dân tệ trong tháng 7, thời điểm bắt đầu một mùa hè ẩm ướt bất thường ở Trung Quốc. Miền Bắc Trung Quốc bao gồm cả thủ đô Bắc Kinh bị ảnh hưởng nặng nề nhất của lũ lụt khi bão Dokshi gây mưa kỷ lục. Tổng cộng 168 người thiệt mạng hoặc mất tích, gần 8,9 triệu người trên cả nước bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong tháng trước. Vừa hồi phục sau trận lũ tháng 8, Trung Quốc đang chuẩn bị đón những cơn mưa bão mạnh hơn và mưa lớn hơn trong tháng 9. Ngày 1 tháng 9, Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp cảnh báo tỉnh Hắc Long Giang và khu vực Tân Cương có thể chứng kiến lượng mưa nhiều hơn bình thường tới 50% trong tháng này. Trong khi đó, miền Nam Trung Quốc đã hứng chịu hai trận bão chỉ trong 4 ngày qua từ ngày 2 tháng 9, mang theo gió mạnh dữ dội và lượng mưa kỷ lục, khiến hàng chục nghìn người phải sơ tán. Theo dữ liệu của Ngân hàng Hàn Quốc, số lượng trung bình hàng ngày các giao dịch thanh toán bằng ví kỹ thuật số tăng 13,4% so với năm 2022, tương ứng với 26,28 triệu giao dịch trong nửa đầu năm 2023. Sau quá trình chuyển đổi sang xã hội không tiền mặt, ngày càng nhiều người Hàn Quốc sử dụng cách thức thanh toán qua điện thoại thông minh vì tiện lợi hơn. Theo dữ liệu của Ngân hàng Hàn Quốc BOK gần đây, số lượng trung bình hàng ngày các giao dịch thanh toán bằng ví kỹ thuật số tăng 13,4% so với năm 2022, tương ứng với 26,28 triệu giao dịch trong nửa đầu năm nay. Dữ liệu trên cũng cho thấy tổng số tiền thanh toán sử dụng ví kỹ thuật số lên tới 845 tỷ won, tương đương với khoảng 635,3 triệu đô la Mỹ, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhu cầu sử dụng ví kỹ thuật số gia tăng khi các phương thức thanh toán di động trở thành một ngành kinh doanh sinh lợi trong xã hội không tiền mặt ở Hàn Quốc. Với những tập đoàn công nghệ cả trong và ngoài nước như Samsung Electronics, Naver Finance và Apple, các dịch vụ thanh toán trực tuyến do các nhà sản xuất điện thoại thông minh cung cấp như Samsung Pay, LG Pay hay Apple Pay đánh dấu sự tăng trưởng đáng chú ý. Số lượng thanh toán trung bình hàng ngày sử dụng dịch vụ do các nhà sản xuất điện thoại thông minh cung cấp đã tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 8,12 triệu trong 6 tháng đầu năm. Tổng số tiền thanh toán trong giai đoạn này đã tăng 24,3% lên 211,7 tỷ won. Trong khi đó, một báo cáo cho biết các công ty cung cấp dịch vụ thanh toán di động đang tính phí giao dịch cao hơn các công ty thẻ tín dụng cho những giao dịch tại các nhà hàng. Báo cáo do Cơ quan Nghiên cứu Công nghiệp Dịch vụ Thực phẩm Hàn Quốc công bố, lưu ý rằng mức phí mà các công ty trên tính phí cao gấp 3 lần so với mức phí của các công ty thẻ tín dụng. Tuy nhiên, hơn 80% doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng đã và đang sử dụng hệ thống thanh toán di động mà không hề biết về mức phí cao hơn này. Trong tháng 3 năm nay, Samsung và Naver đã hợp tác liên kết các hệ thống thanh toán trực tuyến của mình, trong khi Apple ra mắt Apple Pay trong cùng tháng. Trong nửa đầu năm 2022, Samsung Pay là nhà cung cấp dịch vụ thanh toán di động trực tuyến được sử dụng nhiều nhất với thị phần 23,5%. Trên thị trường toàn cầu, Samsung Pay đứng thứ 3 về các dịch vụ thanh toán được sử dụng nhiều nhất, trong khi Apple Pay đứng đầu danh sách. Các ngân hàng Mỹ đang nắm giữ lượng tiền mặt lớn nhất kể từ tháng 4 năm ngoái tới nay như một biện pháp bảo hiểm trước sự suy yếu của nền kinh tế, xu hướng sụt giảm lượng tiền gửi và khả năng thắt chặt quy định về thanh khoản vốn có thể ảnh hưởng đến các ngân hàng quy mô vừa. Theo số liệu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, tính đến ngày 23 tháng 8, tổng lượng tiền mặt của các ngân hàng Mỹ đã tăng 5,4% so với cuối năm 2022, lên 3.260 tỷ đô la, cao hơn nhiều so với mức thông thường trước đại dịch, nhưng thấp hơn mức ghi nhận trong các tuần ngay sau các vụ phá sản ngân hàng hồi tháng 3. Lượng tiền mặt của các ngân hàng vừa và nhỏ tăng 12% so với hồi đầu năm, còn tại 25 ngân hàng lớn nhất nước Mỹ, lượng tiền mặt tăng khoảng 2,9%. Sự sụp đổ của các ngân hàng Silicon Valley Bank và Signature Bank hồi tháng 3 đã gây ra xu hướng rút tiền gửi ồ ạt và hướng sự chú ý của dư luận đến sức khỏe tài chính của các ngân hàng.
Gần đây hơn, lĩnh vực ngân hàng có chịu tác động từ việc các hãng xếp hạng tín nhiệm S&P và Moody's lần lượt hạ bậc xếp hạng của nhiều ngân hàng Mỹ vào tháng trước. Vụ phá sản của Silicon Valley Bank đã khiến các ngân hàng tăng cường nắm giữ tiền mặt. Trong vòng 2 tuần sau khi vụ này xảy ra, lượng tiền mặt của các ngân hàng Mỹ đã tăng lên 3.490 tỷ đô la, mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2022. Sau đó, con số này giảm xuống nhưng vẫn cao gần gấp đôi so với mức trước đại dịch. Các ngân hàng quy mô vừa và nhỏ cũng đang lo ngại về khả năng các cơ quan quản lý thắt chặt quy định đối với lĩnh vực này. Giới chức Mỹ cho biết có thể sẽ ban hành các yêu cầu khắt khe hơn về vốn và thanh khoản đối với các ngân hàng có khối tài sản từ 100 tỷ đô la trở lên. Thưa quý vị, gần đây thị trường tiền ảo toàn cầu không còn phát triển rầm rộ như ở giai đoạn đỉnh cao mấy năm trước, nhưng tiền ảo vẫn là một kênh đầu tư phổ biến. Chẳng hạn theo một báo cáo của Viện CFA và Quỹ Giáo dục Nhà đầu tư của tập đoàn FINRA Mỹ, hơn một nửa số người thuộc thế hệ Gen Z sinh ra trong thời gian từ năm 1995 đến năm 2012 ở Mỹ đã từng đầu tư vào tiền ảo. Theo một báo cáo trên thế giới, hiện có 425 triệu người dùng Bitcoin. Theo một cuộc khảo sát hồi tháng 4 của Viện Nghiên cứu Pew Research, 75% người Mỹ không dám chắc việc đầu tư giao dịch hay sử dụng tiền ảo có an toàn hay không. Họ có thể dựa vào các công cụ hiện có để làm những việc đó một cách an toàn hay không. 45% số người được hỏi trong cuộc khảo sát này cũng nói khoản đầu tư tiền ảo của họ không tốt như họ tưởng và chỉ 15% nói kết quả thu được tốt hơn kỳ vọng lúc đầu. Dù vậy, theo báo cáo của Henley & Partners, vẫn có những người thành công với tiền ảo, hiện đang nắm giữ số tiền ảo trị giá nhiều triệu, thậm chí là hàng tỷ đô la. Báo cáo này nói rằng trên thế giới hiện có 88.200 người sở hữu lượng tài sản tiền ảo trị giá từ 1 triệu đô la trở lên, chiếm gần 1% tổng số người dùng tiền ảo. Khoảng 40.500 người trong số này nắm Bitcoin, chiếm gần 46% tổng số. Về số lượng người sở hữu tiền ảo trị giá từ 100 triệu đô la trở lên, báo cáo cho biết chỉ có 182 nhà đầu tư như vậy và 78 người trong số họ nắm giữ Bitcoin là chủ yếu. Và số lượng người sở hữu tiền ảo trị giá từ 1 tỷ đô la trở lên trên thế giới hiện nay chỉ có 22 người, trong đó có 6 tỷ phú Bitcoin, một tỷ lệ nhỏ hơn so với tỷ lệ người nắm Bitcoin trong số các triệu phú tiền ảo. Trong khi đó, tổng giá trị vốn hóa của thị trường tiền ảo toàn cầu hiện đạt gần 1,2 nghìn tỷ đô la. Đầu tư tiền ảo đã trở nên phổ biến trong những năm gần đây, nhất là trong đại dịch COVID-19 và khi các ứng dụng giao dịch dành cho các nhà đầu tư cá nhân nở rộ. Tuy nhiên, giới chuyên gia và tư vấn đầu tư đã cảnh báo rằng tiền ảo là một tài sản có mức độ biến động lớn và nhiều quốc gia vẫn chưa có quy chế điều tiết hoạt động đầu tư và giao dịch tiền ảo hay các công ty hoạt động trong lĩnh vực tiền ảo. Bởi vậy, nhà đầu tư tiền ảo không có được sự bảo vệ đầy đủ và có thể phải đối mặt với những rủi ro như vụ sụp đổ của sàn tiền ảo FTX vào năm ngoái.